ngày 29 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu Hà, 20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 4, tại quán bar New Club thuộc phường 5, thành phố Mỹ Tho, Hà có xảy ra mâu thuẫn cá nhân với chị Võ Nguyễn Ngọc Thư, 19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Sau đó Hà và Thư đi ra đánh nhau phía trước sân của quán bar. Mọi người chưa kịp can ngăn thì Hà rút dao đâm nhiều nhát liên tục vào người của Thư. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm Tiền Giang và đã tử vong vào lúc 5 giờ ngày 18 tháng 4. Gây án xong, Hà đã bỏ trốn và đến cơ quan công an đầu thú vào chiều ngày 18 tháng 4. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Thư bị đâm tám nhát với vết thương thủng gan, thủng lá lách. Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình hà khai tối xảy ra vụ án hà và thư có nhậu chung với một nhóm khách tại quán bar trên giữa hà và thư xảy ra mâu thuẫn về việc chia tiền bò